Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi hái mâm xôi nha. Và mâm xôi hôm nay là mùa cuối các bạn à, nếu mà không hái khoảng một tuần nữa là một trận mưa xuống là nó hư hết tất cả những trái mâm xôi. Thì bây giờ có một số trái hư rồi, nhưng mà mình đi hái món thôi nha. Hái cuối mùa, lần này là lần cuối cùng của năm 2018. Đó. Rồi, leo xuống hố đây các bạn, hy vọng đừng có té nha. Hôm nay là chuẩn bị đem kéo đem đồ chuẩn bị hái cắt luôn cái nhánh luôn các bạn. Đó, chứ chỗ này ít bữa nữa mình cũng dọn dẹp, không có còn để mâm xôi ở đây nữa. Wow. Giờ mình sẽ cắt bớt mấy cái gai này ra, mấy cái nhánh gai này ra để mình có chỗ mình hái nè. Đó, mấy cái lá này con thỏ thích lắm các bạn. Gai không mà nó ăn á. Rồi mình để qua một bên. Hôm nay có cái kéo rồi đỡ quá. Xuống đây cắt. Nè các bạn, nguyên cả chùm luôn nè. Trái này còn ăn được không? Cắt luôn một nhánh về mình hái dễ ha. Đó. Đã chưa? Cái mâm xôi này á, nếu mà mùa đông là nó trụi hết, nó hư hết các bạn. Rồi còn cái gốc á, mùa hè nó lại nứt lên nhánh mới, non xanh này ăn chua lắm á. Mình thổi bớt mình ăn thử trái xanh này các bạn. Trái xanh này nó chua thiệt, ở chua. Chua lắm. Mình bỏ qua bên kia nha. Rồi tiếp tục cắt, cắt để lộ ra những cái chùm nào có nhiều trái thì mình hái thôi. Ở đây một mớ ở đây. May là cái kéo này nó bén. Nè, nguyên một chùm trái xanh nè các bạn. Này chua lắm. Để đây tí cho anh thỏ ăn. Thỏ thích lắm các bạn. Thỏ lại thích ăn chua. Mà chuột lang thì không chịu ăn chua. Đó, các bạn thấy nguyên cái chùm mâm xôi này không? Bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt. Mình kéo vô trong này để mình hái từng trái chung thôi. Mình bước vô đây là dưới là cái hố nè các bạn. Đó, cái hố ở dưới đó mình sợ bị sụp xuống dưới này mắc kẹt ở trong gai. Đau lắm á. Thì mình cắt, mình kéo vô, mình hái nha. Đây, được một chùm nè. Ngon chưa? Đó, chỉ có làm vậy mới hái được mấy cái trái này thôi. Hi. Rồi, từ từ thủng thỉnh hái nha. Cắt thêm chùm nữa. Đây. Ngon chưa? Còn nữa không? Đây, chín, chín đen hết trơn nè. Sao mình cắt, mình đem vô được. Đây, có một chùm. Chùm này ok. Hả? Mình không cắt thì mùa đông cũng hư hết các bạn. Nó chỉ còn sống cái gốc rồi nó nứt lên. Đó, đã chưa? Chùm luôn. Chút nữa leo lên cạn hái. Ngồi dưới này hái sợ quá. Sợ con gì nó nhảy lên nó cắn nè. Dưới cái hố này sâu quá chừng. Còn nữa không? Wow, ở trong kia. Trong kia kìa các bạn. Cả đống luôn ha. Mình sợ té quá. Này. Cắt đây. Wow. Đó. Hái vậy nhanh quá ha. Được á. Khỏi phải hái từng trái bị gai chích nè. Còn nữa không? Ở đây nè. Ở đây một chùm nè. Đó, các bạn thấy nó chín, gọi là nó chín quá rồi. Nè. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đem lên trên hái. Được một rổ luôn đó nha. Còn nữa không? Wow, chỗ kia kìa. Làm sao mà bước vô trong này được. Đó, các bạn thấy chỗ kia không? Nhưng mà ở dưới nó nè. Đó. Vậy mình bước vô có bị sụp không? Ok không? Cắt chùm này. Rớt rồi.
Cái kéo này bén thiệt đó. Wow, ngon các bạn ha. Đỏ, đen, đủ màu. Kìa, một chùm trái đó giờ làm sao mình hái vậy? Rồi, hết chưa? Hết chưa các bạn ơi? Cái gốc này, cái gốc bự chưa nè, mình cắt thử. Ai da, kéo này bén lắm. Cắt nguyên cái nhành này thử nó sao. Nhành này có gì dưới không? Nhành này không có trái. Ở đây có nguyên chùm này các bạn. Chùm này chùm sống nè. Đó. Nhiều chưa? Ok, nãy giờ khỏi cần phải hái từng trái. Giờ đi lên mới mệt nè các bạn ơi. Bỏ cái này lên trước đi. Nhanh. Hái về nhanh quá. Các bạn ơi, bây giờ mình trèo qua chỗ cái đồ kho đó. Có rất là nhiều mâm xôi để mình xem bây giờ như thế nào rồi. Đó. Phải ha. Thấy ha. Các bạn thấy không? Bên này còn chín đỏ nè. Nè, cái mâm xôi gần nhà kho nè các bạn. Nhìn trái đỏ còn quá chừng chỗ kia nữa kìa. Đó, giờ làm sao mình cắt khoảng mấy chùm lên hái nha. Mình lấy cái kéo này. Đó, cái rổ mâm xôi nãy cắt đó. Giờ mấy cái gai này cắt bớt đi. Rồi mình có đường mình chui vô, mình hái. Chưa các bạn? Nhiều chưa? Cuối mùa thì mình mới cắt vậy thôi, còn đầu mùa thì mình phải đẻ để mình hái. Đó, cuối mùa thì không cắt nó cũng hư. Mưa là nó hư liền. Wow, nó dài quá. Cắt hết. Wow, nguyên một chùm ở đây chín đỏ hết trơn nè các bạn. Nó hườm á, nó đỏ. Rồi, mình lấy tay mình cầm. Ê, đã chưa các bạn? Lấy tay cầm hết cái số này ra nha. Wow, đau quá, nó chích. Ngon chưa? Đây có cái nhánh nè. Nguyên một chùm đỏ luôn. Này ăn chua chua nè, đã lắm đó. Đó, các bạn thấy chưa? Hái vậy là nhanh nhất. Ok. Ngon ha. Tiếp tục. Nguyên cả nhành nè. Cắt luôn. Wow. Các bạn ơi, giờ ăn trái đỏ, trái đen thử mâm xôi hôm nay nó như thế nào nha. Sắp cuối mùa rồi, hết mùa mâm xôi để được ăn rồi. Bây giờ mình cắn thử trái đen nè.
Trái đen này nó vẫn còn chua chua. Wow. Còn trái đỏ, trái đỏ thiệt đỏ lên. Trái đỏ này, này ok ha. Nó chua quá. Chua chịu hết nổi luôn các bạn ơi. Này phải có muối ăn mới ngon. Xem trái đen này có con sâu gì không. Đó. Ngọt nhưng mà cái vị nó không có còn ngọt ngào giống như mấy bữa mình hái nữa. Bây giờ nó có cái độ chua. Nó nắng quá. Nắng quá rồi gặp mưa rồi nó bị chua chua. Đây, mấy trái này nè. Chua thiệt là chua đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Mình cắn thử nha. Wow. Quá chua luôn. Còn cái trái hườm hườm nè, cái trái này nó sắp chín thôi. Trái này cũng chua lắm đây. Các bạn thấy không? Đó. Cái trái đó nó ghê quá, nó có còn gì ấy. Rồi tiếp tục mình ăn thêm một trái chua nữa. Wow. Chua quá. Ăn trái sống thử nè. Chua mà ngon. Quá chua luôn. Chua thiệt mà ngon quá các bạn. Lâu lâu được ăn chua thiệt là đã nè. Cái trái của nó nè các bạn theo. Giờ về mình há miệng bỏ vô nha. Rồi đã thử mấy trái rồi, quá chua rồi. Bây giờ mình, các bạn ơi, sau hơn 30 phút đi lòng vòng hái được một thúng mâm xôi luôn. Cái rổ này rất là bự, nặng luôn các bạn. Quá chừng nặng luôn ha. Các bạn thấy trái nè. Wow, nhìn đã chưa? Đó, các bạn thấy không? Quá đã luôn, nhiều thiệt là nhiều nè. Lên tha hồ mà gỡ ra từng trái từng trái. Ok, bây giờ mình vô nhà, mình gỡ ra từng trái một đây. Đã vô tới nhà rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nhặt hết những cái trái mâm xôi này, mình bỏ ra thử được đầy dĩa không nha. Cái dĩa này, đó, cái dĩa này cũng bự lắm đó. Thì mình đặt từ từ nha. Hái về khỏe các bạn ha. Khỏi phải đứng ở ngoài. Ở ngoài nóng lắm, ở ngoài bây giờ trời đang nóng. Chuẩn bị tuần sau mưa. Đó. Ngon ha. Nhanh, nói nhanh đi. Trái sống này mà ngào đường lên chắc ngon lắm đó. Ăn chua 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 như là me ngào. Thử ra, thử nó ngon như thế nào. Không còn leo xuống hố hái nữa mà hái tại bàn. Đó, cắt từng nhánh vô nhà hái. Thiệt là khỏe. Mấy cái gai này nó ghê gớm lắm. Mình mới bị chích qua cái bao tay. Đổ máu quá chừng luôn. Quá chừng luôn. Hái tại bàn.
hái tại nhà luôn, khỏi phải ra rừng, ra hố xuống leo xuống hố hái nữa. Thiệt là đã nè, vô trong nhà hái nó mát rượi vậy. Vui quá. Đó, tưởng tượng giống như cái cây ở ngoài thôi. Cây ở ngoài sao mà hái dễ dữ. Cẩn thận chứ không thôi cũng bị gai chích như thường các bạn. Cành vô nhà xong đã hái được một dĩa mâm xôi đầy rồi nè các bạn. Nhìn cái dĩa mâm xôi thấy đã chưa? Đó. Các bạn nào muốn ăn mâm xôi ăn cùng mình nha. Bây giờ ăn mấy trái chín thôi, còn mấy trái hường với mấy trái sống á. Nói tới đây chảy nước miếng các bạn, lại ngào đường lên. Chua chua ngọt ngọt, ngào đường lên sẽ ăn nha. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong cái dĩa rồi đó. Đó. Tạm biệt mùa mâm xôi năm 2018, mùa cuối cùng đó các bạn. Rồi tuần sau là hết mâm xôi hái rồi đó. Vậy ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.